tiền nó hợp lý mà tiện nghi của nó thì cũng ngon đấy. Rồi, tiền hợp lý, tiền dáng dấp cũng đẹp, giá phải chăng. Đấy, Kia này nó ra cái Kia 5. K5 của nó bây giờ là 1 tỷ con này. Con đời 2014 là 1 tỷ 50 triệu. Rồi. Nhìn nó mê đi con này, mẹ nhìn nó nhìn cầm đi chán luôn. Kia cơ. Nội thất máy thì Optima K5. Táng thẳng tiếp à? Cái thẳng. Cái theo người chỉ đường. Cái thẳng là rẻ. Tháng này chưa đẹp, chưa lấy xe được. Chú ơi cơ. Tháng mấy mới đẹp cơ? Đang còn xem nghiên cứu thiên văn. Thiên văn địa lý. Nó di chuyển. Chú định lấy con này con gì? Sao nó vào con bạch thủ mà. Ai trai triệu có 800 triệu có gì đâu. Thế thôi. Thế làm 1 triệu con 3 càng thì như không con 443 đấy. 443 là 1 triệu thì 2 triệu thì là 800 thì